Thực hiện chủ đề năm 2023, nhất là việc khơi thông nguồn lực để giữ vững tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, đầu tư công đã được các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt. Cũng như nhiều dự án trọng điểm khác của thành phố, ngay sau Tết Nguyên đán, không khí thi công tại dự án cảng Liên Chiểu đã diễn ra khẩn trương. Trong năm 2023 này, dự án quyết tâm hoàn thành ít nhất đạt 25% giá trị xây lắp của hợp đồng, tương ứng giá trị 658 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục đê chắn sóng hoàn thành khoảng 70% khối lượng thay móng đê và 20% thi công đê, hoàn thành nạo vét móng đê và thi công bãi chứa bùn, đồng thời hoàn thành khoảng 80% hạng mục đường giao thông và giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án trong năm 2023. Thì xác định đây là công trình trọng điểm động lực của thành phố, thì ngay từ ngày ra quân đầu năm, thì đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công công trình để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đây là một dự án trọng điểm khác của thành phố, dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà. Xác định đây là dự án quan trọng, giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy tràn ra biển gây bức xúc nhiều năm, nên để đảm bảo tiến độ, Ban quản lý dự án đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết và 3 ca suốt ngày đêm ngay sau kỳ nghỉ. Đơn vị cũng đã tổ chức huy động nhân vật lực, huy động cán bộ công nhân viên, xe máy thiết bị để mà tổ chức thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ, đồng thời có những cái phương án tổ chức giao thông cũng như là đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiến độ đến bây giờ là đạt được khoảng 90%. Và cái phần tuyến ống kích sẽ cố gắng hoàn thiện trước 30 tháng 5 theo cam kết. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố là 9.845 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố là 9.651 tỷ đồng, ngân sách các quận huyện gần 194 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã được thành phố giao cho các đơn vị địa phương từ giữa tháng 12 năm 2022, đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ngay từ đầu năm, không để tình trạng y ạch, nghỉ Tết dài ngày ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Nút thắt về giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương tập trung tháo gỡ, tránh việc tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, kéo theo chậm giải ngân vốn xây lắp công trình đã bố trí.